Chỉ trong vòng vài tiếng đồng hồ, người dân thành phố Hồ Chí Minh đã giải cứu được hơn chục tấn nông sản từ Hải Dương để hỗ trợ nông dân gặp khó khăn vì dịch Covid-19. Tại thành phố Hồ Chí Minh, nhiều điểm giải cứu nông sản hỗ trợ nông dân các vùng bị ảnh hưởng bởi Covid-19 bắt đầu xuất hiện và nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ người dân. Tại đây, một tấm biển lớn được căng với thông tin gian hàng nông sản không đồng, cứu nông sản giúp bà con tỉnh Hải Dương. Đã có nhiều tình nguyện viên đến phân loại bắp cải, su hào, cải bẹ xanh để phát tận tay cho người dân. Ghi nhận cho thấy gian hàng nông sản không đồng này không bán, người dân có thể đến nhận miễn phí hoặc góp tiền ủng hộ tùy tâm. Có khá nhiều người đã đến ủng hộ nông sản Hải Dương và không quên góp tiền vào thùng để hỗ trợ nhóm bù đắp chi phí vận chuyển cũng như chi phí mua lại của người dân ở Hải Dương. Dạ, con cảm ơn cô. Dạ thì trước cái tình hình mà dịch Covid đang rất là phức tạp tại địa bàn tỉnh Hải Dương thì cái lượng nông sản của bà con Hải Dương đang bị ùn ứ rất là nhiều. Ý định là sẽ hỗ trợ bà con nông dân Hải Dương bằng cách giải cứu nông sản vào thành phố Hồ Chí Minh để tiêu thụ. Thì tôi cũng đi mua dịch ra, cái người ta thấy vậy, cái người ta nói cái lợi dịch á, giúp đỡ thì san sẻ cũng như có nhau, cũng giúp đỡ thì cũng đang thấy cảm động lắm. Cái ơi, cho con thì mọi người đều có phần. Về vấn đề kiểm dịch nông sản từ Hải Dương trước khi vào thành phố Hồ Chí Minh, được biết đoàn xe giải cứu nông sản đã được Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Hải Dương cấp phép cho vào thành phố. Được kiểm soát khi qua các trạm kiểm soát dịch bệnh và tài xế cũng đã được xét nghiệm Covid-19 đúng theo quy định. 52. Dạ.